Cô chào các con. Đến với tiết học vần ngày hôm nay, cô muốn giới thiệu cho các con bài 96 Vần oát, vần oách. Để học tốt được bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chuẩn bị cho cô sách tiếng Việt, vở, bút chì, thước, bút mực. Các con đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu vào tiết học ngày hôm nay nhé. Cùng nghe cô đọc mục tiêu bài học của ngày hôm nay nhé. Qua bài học ngày hôm nay, các con sẽ đọc trơn các tiếng, các từ, câu có chứa vần oát, vần oách. Hiểu nghĩa các từ, các câu có trong bài. Biết cách viết đúng chữ oát, oách, hoạt, thình, lất, chất. Các hình ảnh vừa xuất hiện trên màn hình thật quen với các con đúng không nào? Các con có thích xem phim hoạt hình không? Nếu các con học ngoan, cuối tiết học này cô sẽ thưởng cho các con một bộ phim hoạt hình đó. Như vậy là các con đã đoán ra từ mà ngày hôm nay chúng ta học chưa nào? Đó là từ hoạt hình. Trong từ hoạt hình có tiếng nào có chứa vần mà chúng ta chưa học nhỉ? À, đó là tiếng hoạt có chứa vần oát. Vần oát có 3 âm, âm O đứng trước, âm A đứng giữa và âm T đứng sau. Đánh vần O, A, T, oát. Đọc trơn oát. Cô thêm âm H trước vần oát và dấu nặng dưới âm A thì cô sẽ có tiếng hoạt. Đánh vần H, oát, hoát, nặng, hoạt. Hoạt. Cùng đọc lại theo cô nhé. O, A, T, oát. H, oát, hoát, nặng, hoạt. Hoạt, hình. Đọc trơn nào. Oát, hoạt, hoạt, hình. Chúng ta cùng vừa tìm hiểu xong vần oát. Nếu chúng ta thay âm A bằng âm Á thì chúng ta sẽ có vần oát đó các con. Và đây cũng chính là điểm khác nhau giữa vần oát và vần oách. Đọc lại theo cô. Oát, oách. Vần oách cũng có 3 âm. Âm O đứng trước, âm Á đứng giữa và âm T đứng sau. Đánh vần O, Á, T, oách. Đọc trơn oách. Muốn có tiếng choách, cô chỉ cần thêm âm chờ trước vần oách và dấu sắc trên âm Á là xong. Đánh vần chờ oách choách sắc choách. Đọc trơn choách. Và từ mới cô muốn giới thiệu cho các con đó là từ loách choách. Trong từ loách choách, tiếng loách cũng có vần oách đó các con. Loách choách là chỉ những người có dáng nhỏ nhưng rất nhanh nhẹn, thường được gọi là bé loách choách đó các con. Bây giờ các con cùng đọc lại theo cô nhé. O, Á, T, oách. Chờ oách choách sắc choách. Loách choách. Đọc trơn oách choách. Loách choách. Vừa rồi các con vừa tìm hiểu xong hai từ khóa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lại nha. Oát, hoạt, hoạt hình, oách, choách, loách choách. Các con có thể bấm nút dừng màn hình để luyện đọc cho thật nhiều, thật trôi chảy vào lưu loát nha các con. Bây giờ chúng ta cùng chuyển qua đọc các từ ứng dụng nha. Các con hãy ấn nút dừng màn hình và mở sách giáo khoa trang 28, tìm và gạch dưới những tiếng có vần vừa học. Các con đã tìm xong chưa? Cô khen các con đã phát hiện ra rất nhanh các tiếng loát, đoạt có chứa vần oát, ngoặt, hoách có chứa vần oách. Cùng đánh vần theo cô nhé. L, oát, loát, sắc, loát. Đ, oát, đoát, nặng, đoạt. Ng, oát, ngoắt, nặng, ngoặt. H, oát, hoách, sắc, hoách. Cùng đọc lại theo cô các tiếng vừa gạch dưới nào. Loát, đoạt, ngoặt, hoách. Đọc trơn theo cô nha. Lưu, loát, đoạt, giải. Chỗ, ngoặt, nhọn, hoách. Các con có muốn cô giải nghĩa các từ này không nào?
Lưu loát là khả năng có thể nói hoặc đọc trôi chảy, không bị ngừng và bị vấp. À, cô vẫn thường nhắc các con là rèn đọc cho lưu loát đó. Chỗ ngoặt là chỗ rẽ sang một hướng khác. Các con lưu ý khi tham gia giao thông, khi có chỗ ngoặt thì cần phải quan sát cẩn thận để tránh bị va chạm nhé các con. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. À, đây là hình ảnh các cầu thủ bóng đá Việt Nam đoạt giải trước vô địch đó con. Đây là hình ảnh những chiếc bút chì được chốt nhuận hoắt này các con. Có rất là nhiều vật nhọn như kim, đinh, mũi dao, kéo. Khi sử dụng thì các con phải hết sức cẩn thận nha. Vừa rồi cô đã hướng dẫn các con luyện đọc và giải nghĩa các từ, ứng dụng. Bây giờ các con sẽ đọc theo cô nha. Lưu, loát, đoạt, giải, chỗ, ngoặt, nhọn, hoắt. Các con tự đọc lại một lần nha. Chuyển qua câu ứng dụng nha. Các con hãy đọc thầm và tìm ra những tiếng có chứa phần mới học. Các con đã tìm ra chưa nào? Đó là tiếng thoát có mang vần oắt và tiếng hoạt có mang vần oát. Cùng cô đánh vần nhé. Thờ oắt thoát sắc thoát. Hờ oắt hoát nặng hoạt. Bài ứng dụng này có 2 câu. Các con lưu ý khi đọc hết câu thứ nhất, các con mới chuyển qua đọc câu thứ hai nhé. Cùng bấm nút dừng màn hình và mở sách ra trang 29. Cô sẽ hướng dẫn các bạn ngắt hơi đọc cho hay và lưu loát nha. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn đọc nha. Thoắt một cái, sóc bông đã leo lên ngọn cây. Đó là chú bé hoạt bát nhất của cánh rừng. Cùng đọc lại theo cô một lần nữa nhé. Thoắt một cái, sóc bông đã leo lên ngọn cây. Đó là chú bé hoạt bát nhất của cánh rừng. Đây chính là bức tranh minh họa cho bài ứng dụng đó các con. Tranh vẽ khu rừng có nhiều muôn thú, hổ, voi, hươu, đặc biệt trong khu rừng còn có bạn sóc bông thật là nhanh nhẹn, hoạt bát với tài leo trèo rất là giỏi. Thật là thú vị phải không nào? Như cô đã hứa thì bây giờ cô sẽ cho các con coi một đoạn phim hoạt hình nhé. Các con có thích không nào? Chúng ta cùng xem nhé. Phim vừa rồi các con đã thấy thoải mái hơn chưa nào? Phim hoạt hình cũng chính là chủ đề luyện nói ngày hôm nay đó các con. Các con hãy tìm cho cô tiếng có mang vần vừa học.
Giỏi lắm, đó là tiếng hoạt đúng không con? Đánh vần nào. Hờ, oát, hoát, nặng, hoạt. Đọc trơn, hoạt. Phim, hoạt, hình. Bây giờ, các con hãy cùng ba mẹ và người thân trong gia đình cùng thảo luận về chủ đề ngày hôm nay nha các con. Và cùng thảo luận với các câu hỏi như sau. Hãy kể những gì con biết về phim hoạt hình. Các con đã xem những bộ phim hoạt hình nào? Con thấy những nhân vật trong phim hoạt hình như thế nào? Và hãy kể về một bộ phim hoạt hình hoặc nhân vật hoạt hình mà con yêu thích. Bây giờ các con hãy cùng ấn nút dừng màn hình và cùng với người thân của mình để thảo luận về chủ đề ngày hôm nay nhé các con. Trước khi kết thúc phần đọc, cô mời các con đọc lại toàn bài nhé. Oát, hoạt, hoạt hình. Oát, chất, lắt chất. Lưu loát, đoạt giải. Chỗ ngoặt, nhọn hoắt. Thoắt một cái, sắp bông đã leo lên ngọn cây. Đó là chú bé hoạt bát nhất của cánh rừng. Các con hãy ấn nút dừng màn hình để luyện đọc cho thật trôi chảy và lưu loát nhé. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các con luyện viết bài ngày hôm nay nhé. Đầu tiên các con sẽ viết chữ ghi vần oát và chữ ghi vần oát. Các con thấy độ cao của con chữ tò có độ cao là 3 ô ly. Các chữ còn lại có độ cao là 2 ô ly. Bây giờ chúng ta sẽ cùng viết nhé. Đặt bút ở dưới đường kẻ ngang số 3, các con viết chữ ghi âm O. Nối nét với chữ ghi âm A. Rê bút, nối nét với chữ ghi âm T. Dừng bút ở đường kẻ ngang số 2. Lìa bút viết nét kẻ ngang trên con chữ T. Tiếp theo con sẽ viết chữ ghi vần oát. Đặt bút ở dưới đường kẻ ngang số 3, các con viết chữ ghi âm O, nối nét với chữ ghi âm A. Rê bút, nối nét với chữ ghi âm tờ. Dừng bút đường kẻ ngang số 2, lia bút viết nét gạch ngang trên con chữ tờ. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các con viết chữ ghi từ hoạt hình và chữ ghi từ lướt chất. Các con thấy độ cao, nét viết trên của con chữ H và con chữ L có độ cao là 5 ô ly. Con chữ T có độ cao là 3 ô ly. Các con chữ còn lại là có độ cao là 2 ô ly. Và lưu ý cho cô khoảng cách giữa các con chữ là một con chữ O nha con. Rồi bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con viết nhé. Đầu tiên cô sẽ hướng dẫn các con viết chữ ghi từ hoạt hình. Đặt bút ở đường kẻ ngang số 2, cô viết chữ ghi âm H. Nối nét với chữ ghi vần oát. Dừng bút ở đường kẻ ngang số 2, sau đó cô lưu bút, cô viết dấu chấm dưới chữ A và nét gạch ngang trên chữ tờ. Khoảng cách là một con chữ O, cô viết chữ con chữ H có độ cao là 5 ô ly. Nối nét với chữ ghi vần in. Dừng bút ở đường kẻ ngang số 2. Các con lia bút, các con viết dấu chấm trên y và dấu quyền trên y. Tiếp tục cô sẽ hướng dẫn các bạn viết chữ ghi từ lắp chất. Đặt bút ở đường kẻ ngang số 2, các con viết chữ ghi âm N có độ cao là 5 ô ly, nối nét với chữ ghi vần quắt. Sau đó con lia bút, cô con viết dấu á, dấu sắc và nét gạch ngang trên chữ tờ. Khoảng cách là một con chữ O, các con sẽ viết cho cô chữ ghi tiếng chất.
tại nút giữa đường cái ngang số 3, cô viết chữ liên chờ. Mới nét, cô viết chữ ghi bằng quách. Dừng bút ở đường cái ngang số 2, sau đó cô liền bút, cô viết dấu á, dấu sắc trên á và cô viết nét gạch ngang trên con chữ tờ. Các con sẽ viết vào vở cho cô. Bây giờ chúng ta cùng mở vở ra để viết bài ngày hôm nay nha. Tiết học của chúng ta trôi qua thật nhanh phải không các con? Sau khi học xong bài này, cô muốn các con đọc lại toàn bài và rèn viết cho thật đẹp nhé. Cô chào tạm biệt các con. Xoa 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 đều, đừng nên cho tay lên.